Nắm được bí mật của mẹ chồng, con dâu khổ sở vì được bà cưng chiều hết mức. Tôi đã kết hôn được 3 năm, chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, có cưới xin đàng hoàng, người thân bạn bè ai cũng ủng hộ cho cả hai chúng tôi. Sống ở nhà chồng, biết là sẽ vất vả nên tôi đã chuẩn bị tâm lý và thái độ cầu thị để mong có được cuộc sống yên ổn. Hàng ngày, tôi làm tất cả mọi thứ việc nhà như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa. Thế nhưng chưa thấy mẹ chồng hài lòng. Khen ngợi con dâu lấy một câu, trái lại bà rất soi mói chê trách tôi vì những chuyện nhỏ nhặt vô lý. Mấy năm làm dâu, tôi không còn nhớ bao nhiêu lần tức tưởi bật khóc vì mẹ chồng chèn ép, mắng mỏ vô lý. Chê tôi đã đành, mẹ chồng biết thừa bố mẹ đẻ tôi có học thức, sống uy tín với người xung quanh. Vậy mà bà nỡ chê bai, nói xấu gia đình thông gia không chút ngượng mồm. Trong khi đó, nhà chồng tôi cũng không có gì là quá nổi bật cả, cũng thuộc gia đình bình dân trong khu xóm mà thôi. Điều tôi buồn nhất là hơi chút là mẹ chồng tôi mỉa mai bố mẹ đẻ tôi không biết dạy con, không vừa lòng là đòi trả tôi về nhà bố mẹ đẻ, dọa đuổi con dâu ra đường. Trong nhà chồng, tôi như người làm, suốt ngày bị mẹ chồng sai chóng mặt. Vừa xong việc này đã nghĩ ngay đến việc khác bắt tôi làm. Hằng ngày đi làm kiếm tiền về cho gia đình mà luôn nhận được thái độ khó chịu của mẹ chồng mỗi khi đi làm về muộn. Có lần mẹ chồng bịa ra chuyện bị mất tiền, mất vàng để bóng gió chửi mắng con dâu. Cái nhà này xưa nay tiền có rơi ra đất cũng không mất lấy một đồng. Chả hiểu sao dạo này thất lạc đồ đạc, mất tiền bạc liên tục. Con dâu nhớ phải canh nhà cẩn thận nhé, giờ trộm cắp nhiều lắm đấy. Mẹ chồng tôi nói thế không khác gì bảo tôi là kẻ cắp. Tôi chỉ biết nín nhịn chứ không thể cãi lại bà hay thanh minh điều gì. Tôi luôn tìm cách lấy lòng chiều chuộng bà để mong được sống yên ổn, nhưng mọi thứ đều bất lực. Mẹ chồng đã có ác cảm với tôi từ trước nên tôi khó mà thay đổi được bà. Cho đến một ngày tôi bỗng dưng được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng khi biết được bí mật của bà. Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của mẹ chồng, thì ra cô con út, em chồng không phải là con của bố chồng tôi. Hồi đó bố chồng tôi thường xuyên đi xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Mẹ chồng tôi đã lén lút với người đàn ông khác. Cô út chính là con riêng của bà mà bố chồng tôi không hề biết. Chính tay vô tình nghe được chuyện này khi có người khách lạ đến nhà chơi. Đó chính là nhân tình của mẹ hồi trước. Mẹ chồng tôi không muốn ai biết thêm nên từ hôm đó chuyển sang thái độ cầu sinh, nịnh bợ tôi để không nói ra cho ai biết. Hàng ngày bà quan tâm chu đáo với con dâu khác hẳn ngày xưa. Tôi cũng vui lắm vì được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng, nhưng điều này bắt đầu làm tôi khó chịu, không thoải mái. Tôi bắt đầu lảng tránh sự chăm sóc của bà vì thấy bà giả tạo. Tôi khổ sở và lo sợ vì bà làm gì tôi cũng phải kèm điều kiện, đừng nói cho ai biết nhé. Tôi cũng thấy thương bố chồng, ông là người hiền lành, yêu thương vợ con hết lòng. Vậy mà chồng mẹ chồng nỡ phản bội, còn bắt ông phải nuôi con người khác bao nhiêu năm. Tôi rất day dứt về chuyện này, tôi có nên nói ra bí mật của mẹ chồng cho chồng hay bố chồng biết hay không? Mời các bạn lắng nghe ra dòng tâm sự thứ hai có tựa đề: bữa cơm của hàng xóm nấu giúp cho chồng tôi giữa trưa và sự thật không người vợ nào muốn biết. Ngày còn đi học ở trường trung cấp nông nghiệp trên tỉnh, tôi ở chung phòng với Hạnh, một cô gái thành phố xinh xắn dễ thương. Tôi và Hạnh có cùng quan điểm là yêu ai thì yêu, chứ dứt khoát tránh mấy chồng nghiện ngập, rượu bia, nhậu nhẹt. Thế mà rõ là ghét của nào trời trao của đó, Hạnh kết duyên với một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai lãng tử nhưng nghiện ngồi đồng ở quán, nâng ly, đặt ly xuống với đám bạn nhậu cho đến khi say quắc cần câu, ngực ngưỡng, chân nam đá, chân chiêu, về nhà mới bắt đầu quậy tưng. Nhưng không ồn ào to tiếng chửi mắng Hạnh vô cớ, mà chồng Hạnh còn sẵn sàng thượng cẳng chân, hà cẳng tay với vợ, khiến làm dâu con nhà chồng chưa đầy một năm mà Hạnh phải đau đớn ra tòa đường ai nấy đi. Rút kinh nghiệm từ cô bạn đồng nghiệp, tôi tự nhủ phải dành thời gian tìm hiểu rõ ràng, cặn kẽ để không dẫm lên vết trượt buồn của bạn nữa. Được con anh bác ruột nhiệt tình giới thiệu và bảo lãnh, tôi cẩn trọng nhận lời gặp gỡ làm quen với Khương. Chàng kỹ sư cầu đường là nhân viên dưới quyền anh họ tôi. Khương 27 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Khương không đẹp trai, không ga lăng, để làm tan chảy ánh nhìn của tôi ngay lần đầu tiếp xúc. Nhưng Khương nói năng điềm đạm, đối xử lịch sự là điều khiến tôi hài lòng để đến điểm hẹn hò cùng Khương.
Lịch tửu lượng của anh rất kém. Anh họ tôi khẳng định chỉ cầm một ly rượu nhỏ cũng làm Khương say cả cháy. 2 năm tìm hiểu đủ để tôi tin vào tình yêu chân thành của Khương dành cho mình và cũng đủ để tôi không phải lo lắng sẽ rơi vào bi kịch như cô bạn Hạnh của tôi. Khi không may gắn bó với người đàn ông là đệ tử Lưu Linh, không đủ điều kiện để mua nhà riêng sau đám cưới, vợ chồng tôi dồn hết tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới và thêm tiền hỗ trợ của bố mẹ đôi bên để thuê dài hạn một căn chung cư rộng rãi, tiện nghi, không xa nơi làm việc của hai chúng tôi. Ngày hôm dọn đến nơi ở mới, tôi chủ động chào hỏi mấy gia đình cùng tầng, trong đó có Hà Vi, một cô gái mới 20 tuổi, xinh đẹp, sành điệu, làm nghề trang điểm cô dâu. Hà Vi ở sát vách căn hộ của vợ chồng tôi, lại tỏ ra thân thiện, tốt bụng. Nên mỗi khi Khương phải trực để kiểm tra bảo dưỡng cầu đường, tôi cảm thấy không cô đơn nữa. Vì Hà Vi chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều lúc chồng tôi bận không về, Hà Vi cũng nũng nịu ôm chăn gói xin được ngủ với chị yêu, khiến tôi ngày càng quý và coi Hà Vi như em gái nhỏ của mình. Còn với Khương, tôi cũng cảnh giác để ý nhiều lần, nhưng Khương làm tôi yên tâm, vì anh không mấy mặn mà cởi mở khi Hà Vi có mặt thường xuyên trong nhà vợ chồng tôi. Thế nhưng thật buồn là thái độ thờ ơ của Khương khi Hà Vi thân thiết với tôi chỉ là tấm bình phong Khương dựng lên để che mắt vợ. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh Khương âu yếm cưng nựng Hà Vi ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi khi tôi ghé nhà vào buổi trưa mà không báo trước cho chồng. Hà Vi sợ hãi nép sau lưng Khương, lúng túng sửa lại váy áo. Còn Khương ấp úng mãi mới thốt lên lời rằng Hà Vi thấy anh định úp bát mì tôm cho qua bữa, nên cô thương tình mang cơm cùng thức ăn có sẵn và chút rượu khai vị để Khương dùng. Nể tình của hàng xóm trẻ, Khương nhếch môi. Không ngờ say quá nên phạm lỗi thiếu chung thủy với vợ. Khương thề rằng đây là lần đầu, anh xin tôi bỏ qua. Liệu tôi có nên tin lời bao biện của anh không? Tôi thật sự quá bối rối. Bạn thân mến, qua 2 tâm sự bên trên, mời bạn để lại lời khuyên ở một bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tâm sự tiếp theo.